Trong buổi vấn đáp hôm 2 tháng 8, sư có trả lời câu hỏi về việc nghe nhạc là nghiệp bất thiện. Con có thắc mắc nếu nghe những bài nhạc có tính chất chữa lành tâm hồn, mang đến sự tích cực trong cuộc sống thì có bị xem là nghiệp bất thiện không? Nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, là quý vị định nghĩa như thế nào là cái bài nhạc có tính chất chữa lành tâm hồn. Quý vị muốn biết rõ thì bắt buộc quý vị phải học A Tỳ Đàm và thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì nếu như chúng ta không học A Tỳ Đàm và không thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta rất dễ đánh lừa chính mình. Bởi vì có đôi khi cái tâm tham nó xuất hiện mình không biết. Có những bài nhạc Ngọc Sư nói là quý vị nghe cái tiếng mưa rơi, nghe cái tiếng mưa rơi mà quý vị dùng cái từ là thư giãn á, nghe tiếng mưa rơi thư giãn nhưng mà chìm vào giấc ngủ đấy, hoặc là thư giãn đơn giản như vậy thôi, quý vị nghĩ nó có bất thiện không? Nếu như ai học A Tỳ Đàm thì sẽ biết được đó là tâm tham thọ xả chứ nó không phải là tâm thiện nha. Hơn nữa đó, ngoài bên cạnh đó thì quý vị nhớ về một chuyện nữa như thế này nè, là cái cấp độ bất thiện nó có các cái cấp độ khác nhau, mà đối với hàng tại gia cư sĩ Đức Phật không có đặt quá nặng về vấn đề này, chỉ có Đức Phật chỉ có rất là nghiêm túc với những người xuất gia. Còn hàng tại gia cư sĩ thì không có như vậy. Do đâu? Do khả năng ly dục của cư sĩ nó rất là khó. Mà bây giờ sư kêu quý vị là không có nghe nhạc nữa, thì những người mà không có hứng thú gì lắm với cái chuyện nghe nhạc, họ có thể làm theo. Họ không nghe nhạc nữa. Rồi nếu như khi mà sư nói, khi mà quý vị xem phim thì nó sẽ tương ưng với những tâm bất thiện, thì những người không ưa thích xem phim họ sẽ không xem phim nữa. Khi mà sư nói cái chuyện uống rượu nó bản thân nó là nghiệp bất thiện, thì những người có khả năng kiểm soát thì họ có thể họ sẽ ngưng, họ không uống rượu nữa. Khi mà sư nói cái là nói chuyện mà phù phiếm nó là nghiệp bất thiện thì nhiều người họ sẽ bỏ, họ không có nói chuyện, không có tán dóc nữa. Nhưng mà nếu như sư nói cái chuyện là cái chuyện nam nữ gặp nhau, nhìn nhau bằng con cặp mắt tham ái, thậm chí là xúc chạm với nhau, bản thân nó cũng là nghiệp bất thiện, thì có khi là họ cũng sẽ không có nghe sư nói nữa. Cái vấn đề của chúng sanh nằm ở chỗ đó đó. Cái gì mà nó không dính dáng gì tới họ hoặc không dính dáng nhiều thì họ có thể họ nghe rồi họ làm theo. Nhưng mà cái gì mà nó dính vào cái chuyện mà nó sâu dày á, cái nghiệp tham ái nó sâu dày thì họ bỏ không nổi. Chính bởi vì như vậy thì Đức Phật không có đá động quá nhiều đối với hàng cư sĩ, và không có trông cậy nhiều hàng cư sĩ có thể ly dục được. Thành ra đó, Đức Phật chỉ nhắc một chuyện, đó là đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân cái chuyện mình hưởng dục á nó là chuyện không có lỗi, chuyện không thì nó là sai lầm. Quay trở lại vấn đề, khi mà chúng ta nghe nhạc mà mình thư giãn cái kiểu đó thì bản thân nó là tâm tham thọ xả thì đúng là nó là cái bất thiện, nó là tâm bất thiện. Nhưng mà đương nhiên bất thiện thì nó cũng có nhiều cấp độ. Bất thiện mà Đức Phật khuyến cáo người cư sĩ không có nên làm, đó là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn mở rộng ra thêm thì nó còn có nói độc ác, nói đâm thọc, nói vô ích. Rồi tham, sân và tà kiến. Đấy. Thì nó là những cái quý vị nên tránh. Quý vị bỏ được càng nhiều quý vị càng có phước.
Bây giờ sư đưa một cái ví dụ về việc nghe nhạc đi. Cái chuyện mà nghe nhạc tình yêu đôi lứa ha, nghe nhạc mà kích động cái sự tham ái thì nếu tránh được thì mình nên tránh. Rồi nghe nhạc mà kích động sự hận thù, kích động cái sự bất mãn, kích động tâm sân thì mình nên tránh. Đó là cấp độ 1. Quý vị chỉ cần tránh được những bài nhạc đó thì nó đã mừng rồi. Còn ngoài ra thì quý vị có nghe những cái bài nhạc mà nó làm cho tâm si tăng trưởng, hoặc là nó làm cho cái tâm tham mà thọ xả đó, nó tăng trưởng, thì sư tạm sao nói tới. Quý vị chỉ cần làm những cái mà nó thô thiển trước rồi đã, nó thô thiển trước đã, dễ nhìn thấy trước ha, bỏ từ cái dễ nhìn thấy trước, thô thiển trước, rồi sau đó mà quý vị bỏ được cái nó khó nhìn thấy hơn thì tốt. Quý vị cứ nghĩ là cái tâm tham thì đúng là nó bất thiện, nhưng có bao giờ quý vị nghĩ bản thân cái chuyện bố thí nó cũng là bất thiện không? Bản thân cái chuyện giữ giới nó cũng là bất thiện không? Bản thân cái chuyện cung kính phục vụ nó cũng là bất thiện không? Nó như thế này nè, trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói đối với chúng sanh ở cõi dục á, thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là bất thiện. Nếu mà tính rộng ra thì có thêm nói đầm thọc, nói vô ích, rồi nói lời ác độc, tham sân và tà kiến, nó là bất thiện. Rồi trong còn các cái thiện dục giới, các cái thiện dục giới thì nó là thiện. Nhưng mà đối với những vị tu thiền á thì sơ thiền nó là thiện, còn những cái thiện dục giới nó là bất thiện, bởi vì nó ở cấp độ thấp hơn. Đối với những vị nhị thiền thì sơ thiền là bất thiện, đối với những vị tam thiền thì nhị thiền là bất thiện, đối với những vị tứ thiền thì tam thiền là bất thiện, cho đến lên cao hơn nữa. Đấy. Cho đến đối với một vị thánh A-la-hán thì bản thân cái chuyện thiền nó là bất thiện. Bởi vì cái thiền ở đây nó lúc bây giờ cái thiền mà Đức Phật nói đến, trừ cái thiện ban đầu là những sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ra, thì những cái thiện về sau này nó không mang ý nghĩa là độc ác, nó không mang cái ý nghĩa mà dính dáng đến cái đạo đức nữa, mà nó có nghĩa là nó không có khéo. Tức là sao? Tức là khi quý vị giữ gìn bát quan trai giới, nó có một cái giới là không nghe nhạc. Tại sao như vậy? Bởi vì khi chúng ta giữ gìn bát quan, chúng ta thọ bát quan trai giới, chúng ta đang thực hành cái giới hạnh của Phạm Thiên, để mà mình gần gũi với cái cảnh giới Phạm Thiên, thì như vậy những cái thiện của cõi dục lúc bấy giờ nó là bất thiện. Những sự hưởng thụ các dục lạc nó còn nằm ở cõi dục thì như vậy nó là bất thiện. Thành ra đó, quý vị nên hiểu thêm một chuyện nữa, đó là trong các cái bất thiện á, nó có các cấp độ khác nhau, và trong các cái thiện nó cũng có các cấp độ khác nhau. Khi ở cấp độ cao hơn thì tự nhiên mình phải bỏ những cấp độ thấp hơn. Anh muốn lên cấp cao, anh phải bỏ cấp thấp. Xin nói một cái chuyện mà nhiều người họ nghe là họ nghỉ chơi luôn. Chúng sanh á, lên tới cõi đau lợi đó, lên tới cõi đau lợi đó, nam nữ còn hưởng dục như bình thường, mọi người hưởng dục như thế nào đó,
thì cái cỏ đau lợi họ cũng dùng y chang như vậy. À, cũng là còn quan hệ nam nữ, nhưng mà khi mà lên cảnh giới cõi cao, như lên cõi đâu xuất, thì nam nữ họ không có quan hệ với nhau nữa, họ chỉ giỏi lắm là họ nắm tay nhau thôi. Rồi lên nữa đó thì có khi là nam nữ họ không có đụng chạm nhau, họ chỉ cần nhìn nhau bằng cặp mắt ái nhiễm là đủ rồi. Thì có nhiều người khi mà họ nghe như vậy đó, thì tự nhiên họ không muốn lên cõi trời cao. Bây giờ thấy không? Các cái dục á, nó càng càng lên cao thì người ta càng giảm thiểu đi, càng giảm thiểu đi, cho đến cái cảnh giới phạm thiên thì cái chuyện nghe nhạc nó cũng bị giảm bỏ luôn, không có nghe nhạc nữa, tại vì nó còn là sự hưởng thụ của dục giới. Chính bởi vì như vậy đó, ở cõi đau lợi còn có cái chuyện là một cái vị thiên tử xuống cầm cái cây đờn để mà đờn một cái bài nhạc để cúng dường Thế Tôn, nhưng mà lên tới cảnh giới cao cấp hơn thì không còn ha. Phải hiểu cái chuyện đó.